Xin chào bà con, đây là Hải Toàn Cầu đang quay video tại chiếc máy sấy lúa mini hộ gia đình 2 tấn. Máy này là chạy điện 3 pha. Mời bà con xem. Đây, chiếc máy này là chiếc máy đảo chiều, không cần phải đảo lúa bà con. Đây, hôm nay nhà khách hàng sấy một mẻ, chỉ sấy một nửa công suất, máy này là máy 2 tấn. Lúc này là tôi đang sấy từ dưới lên, chưa đến thời điểm phủ bạt. Thời gian đầu tiên là tôi sấy từ dưới lên. Mời bà con xem, khi sấy lúa nhiệt độ chúng ta để 45-50 độ giữ kim. Đây là lò đốt than, lò đốt than rất nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu, chạy ít. Chiếc máy này hiện tại tôi đang bán với giá 32 triệu đồng, chưa vận chuyển, vận chuyển thì xa gần rồi nha bà con. Hóc sấy ra không bị đớn, đảm bảo 99%. Nếu thấy đúng quy trình, rất nhàn, bà con đi gặt về chỉ cần đổ vào cái cây này và bật lên, chỉnh đúng mức nhiệt độ mình cần theo hướng dẫn, và để đấy 2-3 tiếng sau ta mới phải châm than một lần.